Đây là dòng sông Hàn. Ga tàu du lịch đang đi trên dòng sông Hàn. Kia là đằng xa trước mặt là cầu Rồng. Đấy, Đà Nẵng đấy. Đất nước cộng sản nó khác. Này, nhìn là người dân này. Bình an. Hôm nay là tối chủ nhật. Xe cộng sản, toàn xe mới. Xa xa lại thêm một con tàu nữa đang chạy tới. Đây là hai bên dòng sông, hai bên bờ dòng sông Hàn. Quay trực tiếp để các bạn xem đất nước này mới chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn phát triển. Các bạn phải so sánh nước này với Mỹ thì làm sao mà so sánh được, thấy không ạ? Mỹ nó đã phát triển đến mấy trăm năm, trong khi Việt Nam mới có 20 mấy năm. Đây là hoàn toàn là bàn tay khối óc của người dân Việt Nam trong nước xây dựng. À, chào chị Yên. Đây nhá, xem cầu Rồng nhá, về sớm quá mà. Bảo ở lại đi Huế không ở. Thôi mà về cho con trai nhá. Ngày mai nó bay là đúng rồi. Đây nhá, tí nữa còn chỉ còn nó độ khoảng 10 phút nữa thôi. Cho chị xem con Rồng này nó phun lửa xong rồi phun nước ấy. Trưa mai là chú bay ra Huế, đi xe ra Huế xong rồi từ Huế bay về Hà Nội. Đấy, bắt đầu cái đây nó đèn này, đèn con Rồng nó sáng này. Thấy chưa? Đẹp không? Ra làm cốc nước có 25.000, ngồi bên dòng sông Hàn, gió mát. Review cho mọi người xem. Đà Nẵng phát triển, chắc là nó về trực thuộc trung ương. Đẹp không? Sang năm về lại đi tiếp chứ? Có đi không? Chị Liên có đi tiếp không? Đi Cù Lao, sang Cù Lao Chàm đẹp lắm. Hạ Long cũng đẹp, nhưng mà nó đẹp theo kiểu khác. Này, nhìn đây này, ba mẹ con nó ngồi này. Đấy, chưa? Ông ấy đòi đi uống bia. Bên kia là cái chùa. Này, đẹp không? Đây là vỉa hè, nó dốc thênh thang. Người ta đang cho kinh doanh. Bây giờ một hội Tây. Chúng nó cũng đang đi tìm chỗ ngồi để mục đích là ngắm Rồng phun lửa. Đấy. Đi cho mọi người xem. Đấy. Nhìn hôm nay lúc 6 giờ trời mưa to. Ở hotel mưa to quá, tưởng không đi quay được. Ở thành phố Đà Nẵng có 4 cây cầu. Mà cây cầu này là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất. Đấy. Sông kìa. Đẹp chưa?
Bao giờ em được quay cho anh xem nhỉ? Có gì đâu. Thích thì book book vé đi, rẻ nữa mà em. Đi từ Hạ Long mà em đi thì gần. Hạ Long mà bay ra Đà Nẵng thì anh nghĩ có hơn 1 triệu thôi. Nếu mà cả đi lẫn về chắc cũng khoảng hơn 2 triệu. Đẹp không? Cười gì Thu Hiền? Thích cười đệu không? Em cũng Thu Hiền dạo này hay cười đệu lắm. À, chào em Cu Hải Yến. Ok. Đèo ông Yến ơi, không đi theo bọn anh. Yến nhìn đẹp không? Đấy, cho U xem. Cho U xem đi. Tí nữa nó phun lửa bây giờ đấy. Đang ngồi bên sông Hàn đông lắm, dân người ta ngồi đông lắm. Chắc là chỉ búng một hòn đá bé bé một ngón tay thôi thì chắc cũng nhiều người sưng đầu đông lắm. Làm đây ạ, cái cốc to như thế này chỉ có giá 25.000 Việt Nam đồng đấy. Đẹp không em? Đấy, cốc nước này chỉ có giá 25.000 Việt Nam đồng. Tức là trị giá chưa đến 1 euro, cứ gọi 1 euro cho nó vuông. Ở bên kia cái này chắc khoảng độ 7-8 đồng. Đấy. À, nó lại từ màu sang, nó sang màu xanh rồi. Đèn. Quá đẹp Thu Hiền ạ, đẹp ấy, nhìn gì ở dưới cầm cầu đấy, đèn đấy, đèn này gọi là đèn này gọi cái gì, đèn trang trí nghệ thuật, gọi đèn gì anh bây giờ lẫn rồi, không nói được chuẩn rồi. Đấy, đẹp chưa? Chỉ còn có 7 phút nữa thôi. 7 phút nữa là rồng phun lửa. Mà rồng phun là 15 phút. Ở trong này Đà Nẵng là người ta cuối tuần thứ 6, thứ 7 và chủ nhật 3 ngày. Bắt đầu rồng phun lửa là từ 9 giờ đến 9 giờ 15 phút. Đấy, nhìn xa xa kìa. Thấy chưa? Cả một đoạn đường bao nhiêu, một đoạn sông bao nhiêu cây số. Đèn của các cái tàu nó chạy trên sông. Đẹp chưa? Bến Ninh Kiều cũng đẹp, Ninh Kiều nó đẹp nhưng mà nó đẹp kiểu khác. Nhờ. Đất nước mình đẹp, chỗ nào cũng đẹp. Lên núi Sapa thì nó có đẹp một kiểu khác. Xuống sông thì nhiều sông đẹp. À, chào Thơ Quang nhá. Này Thơ Quang ơi, chú review cái này để cho mấy thằng chống cộng nó ăn ớt. Người dân Đà Nẵng đẹp đông lắm chú ạ, nhìn này. Đổ ra đường chơi bình an. Đấy, nhìn đi, chú cứ nhìn đi. Cho bọn bên kia mấy thằng thất nghiệp
À, chào anh Thượng Sĩ Nhất nhé. Mà quay cho mấy thằng chống cộng cực đoan nó thèm nào. Mà mấy thằng ấy chất chết đói em đéo có tiền về Việt Nam. Toàn đi ăn xin ăn mày xã hội. Đi phá làng phá gióm thì em về có 3 tuần, em đi 2 tuần. Đi phá làng phá gióm thì không vào nhậu được với anh, bởi vì là em đi theo 9 người, 11 người. Mà Tây đông lắm. Mẹ Tây đông nó cho nó hotel thiếp. chống cộng cực ngu mẹ. Ngủ thì ngủ vỉa hè, chui vào mấy cái bao tải. Đây dân, đây dân Việt Nam chúng nó cứ bảo dân nghèo, chú nhìn mẹ toàn ô tô đẹp, dân ngồi đây uống nước ngắm cảnh. Cân đéo thì giàu như Mỹ, thấy không? Lương nó 6-7, đây tây đầy, ngồi đầy. Cần gì phải 50-60 nghìn đô một năm. Mẹ nó chỉ cần 4-5 nghìn, 6 nghìn. Mẹ nhà ở của nó có mỗi mấy triệu. Thuê nhà có mấy triệu, còn đâu là cứ đi xài. Thơ Quang thế anh Thượng Sĩ Nhất, anh đồng chí Thượng Sĩ Nhất bảo anh đi phá làng phá xóm. Năm 84 em ra quân, em đi qua Đà Nẵng, nói thật lúc ấy nó nghèo lắm. Chống cộng cực ngu nó bảo là lúc ấy là cực Việt Nam Cộng Hòa giàu. Cái ngành đường sắt lúc em xuống ga Đà Nẵng lúc đó chỉ có mấy chuyến tàu một tuần thôi. Mà nghèo, thành phố Đà Nẵng em nói lúc đấy nó nghèo, nó bé tí, tèo teo. Làm sao mà được như bây giờ, như nó đẹp đẹp như thế này. Thế mà nó bảo Việt Nam Cộng Hòa giàu, người dân giàu lắm. Cộng sản nghèo. Đây là quay trực tiếp nhá. Quang cho mấy thằng chống cộng cực ngu nó ghẹo cái gì em nói thật, em chưa ghẹo gì, đây là sự thật. Cho mấy thằng ở bên Đức nhé, cho chống cộng cực ngu nó nhìn nghèo khổ bà mẹ ấy, toàn ăn xã hội. Đây là không có ghẹo, không có chọc ghẹo. Bộ đội Cụ Hồ chỉ có nói thật chứ không bao giờ nói dối. Đúng không ạ? Đẹp chưa? Thấy chưa? Thơ Quang toàn đưa anh em đi nhậu. Chả thấy đưa anh, đây đây đây, nó lại chuyển màu vàng. Tàu dừng lại kia, chuẩn bị là bắn rồng phun lửa đến nơi rồi. Chuẩn bị nhá, Mata. It's gleich. Yeah, it's danger, gleich. Also, noch 2 Minuten. Hier alles schon hang, also hier halten. Is wegen der Dragon. Ist schön, ne? À, người ta nghèo là so với tiền thôi. Nhưng mà người ta nghèo so với Mỹ là so với tiền, thu nhập. Nhưng mà một cân thịt bò của người ta thì thịt bò tươi, gọi là thịt bò nóng đấy, giá của nó có 300. Thịt bò bên Mỹ của nó những tận 18, 19, 20 đô la một ký. Thì làm sao mà so bì được. Phở ở đây anh ăn có bao nhiêu đâu. Phở đặc biệt 80.000. 80.000 thì nó chỉ vào khoảng độ hơn 3 đô la. Trong khi bên Mỹ nó ăn 12, 15 đô la. Thì làm sao mà nói giàu mới nghèo được. Nói là cái đời sống người dân. Đây chú cứ nhìn này, nghèo mà dân nó như thế này á. Quên đi, này chú bảo nghèo á. Đấy, toàn thanh niên. Đấy, nghèo. Tàu gì?
Mata Mark and kia Mama Shao and all that. Mark also to have on the photo. Yeah, yeah, yeah. Cười gì? Cười đều gì? Nói về có sách mách có trứng cũng nó bảo anh là bưng bưu cộng sản. Mà tháng này anh có nhận được 3 củ đâu. Ấy, úi giời, nhìn đi. Ấy, đẹp không? Wow. Ấy, rồng phun lửa. Ấy, Việt Nam của ta đấy. Nhìn cái mắt của nó đang gườm gườm kìa, chuẩn bị nó lại phun nữa đấy. Ai nói không đẹp? Chưa, tàu dừng lại để cho mọi người xem. Đấy, đấy, tiếp tục lại phun lửa kìa. Wow. Wow. Đấy, đẹp chưa? Đâu có. Đấy, đẹp thế. Wow. Phun lửa. Điểm cái máy bay đang bay trên bầu trời nhìn Satis. Thank you.
Thôi nhỉ. Đây. Thôi nhỉ, vẫn còn nhiều. Mỏi tay lắm rồi. Thôi, cho mọi người xem thế là đủ rồi nhỉ. Đây. Ok. Chào thân ái nha.